là cũ 168, và Duy sẽ mở thử coi cái đầu im nó như thế nào. Quá im, quá im, như chúng ta thấy được á. Nè, đút cái mép vô cái máy nè, im gu luôn. Chúng ta thấy được á là một cái củ bơm mà để thiết kế ga liên lạc và nguyên khối như này, và với một cái đầu bơm bự như này thì chúng ta sẽ rất là nhỏ gọn trong cái việc là vận hành. À, cốt sáng trưng luôn thấy không, là cốt inox 3D4, và đặc biệt hơn bên Duy đã thiết kế ra một cái phốt chặn liền đầu chuyên dụng, à, để chúng ta bảo vệ cái động cơ của mình. Và cái mặt cam này, như vị thấy nè, motor đang chạy rất là êm ái nha. Và khi mà vận hành cái motor này thì chúng ta có thể là sử dụng ở những cái vùng độ mặn hoặc là những cái vùng mà độ phèn cao thì cũng rất là bền. Và bên Duy đã thiết kế lên rất là chắc chắn nha. Và bà con hỏi là cái dòng một pha này á có thiết kế 200 hay không, và thông thường thì điện một pha ở gia đình hoặc là ở vùng chúng ta thì chúng ta nên đó là sử dụng động cơ motor khoảng 3 HP thôi. Còn mà nếu mà 200 thì chúng ta phải chạy lên 5 HP. Thì nếu mà cái việc mà sử dụng 5 HP thì chúng ta sẽ rất là điện chúng ta đôi khi nó không đủ, thì chúng ta nên dùng đó là 3 pha. Thì những cái dòng mà 5H trở lên đó thì bên Duy có dòng 3 pha. Và dòng này rất là êm ái nha, thì quý vị thấy nè, nó êm ái cực kỳ luôn đó, thấy không. Đây đây đây, cái củ bơm mà ly tâm mà để nó quay mà như vị thấy á, nó không có bị lạc tâm. Đây, không có lạc tâm nha. Thì đòi hỏi cái việc mà gia công cái củ bơm này á là phải độ chuyên nghiệp cao. Rồi vị thấy không? Mặc dù cánh hàng thôi nhưng mà chúng ta thấy được á, là lấy ly tâm rất tốt, cực kỳ tốt. Như vị thấy không? Bà con hỏi á, là bên Duy tại sao không làm cánh đúc luôn? Trời ơi, đúc thì nó dễ thôi chứ có gì đâu khó, nhưng quan trọng là tiền nó sẽ cao hơn. Nên cái vùng mà nông nghiệp hoặc là người dân của chúng ta đó tiết kiệm tiền, và cũng giống như là để mà vận hành mà có một cái củ bơm xịn chất lượng nhưng mà vẫn hạ được chi phí, thì bên Duy đã lựa chọn cái giải pháp là hàng cái này. Còn nếu mà cái việc mà gia công ra một cái đầu bơm mà bằng inox đúc á thì không phải là cái việc khó nha bà con, nhưng mà tiền nó sẽ gấp đôi hoặc là nó sẽ nhiều hơn nữa, nhưng mà nó không có đem lợi ích hơn nhiều hơn, tại vì nó cũng vậy à. Đây 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 đây, rồi bà con có cần thì cứ điện Duy. Hôm nay thì tiếp tục là đóng hàng về cho bà con, và đóng hàng về cho quý vị các bạn để làm sao chúng ta có kết quả tốt cho ngành tôm Việt Nam. Xin chào ngành thủy sản Việt Nam, xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng thủy sản Duy. Xin chào, hẹn gặp lại.